Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ vườn hoa Lạc Hồng nha. Vườn hoa Lạc Hồng thì nằm phía bên tay phải mình á. Bây giờ thì khoảng 8 giờ sáng. Mình chạy cái hướng này hơi bị chói nắng một tí nha. Ở phía trước mặt mình đó là tượng đài Hữu Hoa Quân. Là mình sẽ quẹo qua đường Trưng Trắc nha. Ở bên phải mình là sông Bảo Định. Ở bên đò Tân Long thì nằm bên tay phải mình luôn á. Bữa nay thì mình sẽ chạy vòng vòng cái phường 2. Tại vì bữa hổm có cái chị ghi nhờ và mình quay cái đường Phan Văn Trị. Ở đây thì buổi sáng thì phía bên trái mình thì có mấy cái quán cà phê với mấy quán ăn thì bên đó bán cũng đắt lắm. Còn cái đường ở này thì bây giờ đa phần dịch thì người ta đóng cửa gần hết rồi, các bạn thấy đó. Giờ 8 giờ mà mấy cái quán mà chưa mở cửa là đa phần là đóng hết rồi. Chứ thường thường bên Mỹ Tho mình thì quán xá là chừng 7 giờ là người ta mở cửa hết rồi. Giờ các bạn thấy hơn 8 giờ, này chắc khoảng 8 giờ 5 mà người ta còn đóng cửa. Phía bên trái mình đó là công viên Hùng Vương nha, công viên này có chút xíu à. Ở bên phải là cầu quay, đi hẳn thì tới chợ Mỹ Tho. Nay mình không có vô chợ đó nha. Nay mình chạy vòng vòng phường 2 xong mình quẹo qua chợ cũ cho bạn coi chợ cũ thôi. Cái chợ Mỹ Tho hôm gài mình đi ngang nó cũng mấy lần rồi. Chạy cái hướng này thì nó rất là chói luôn. Tại vì lúc gài mặt trời thì nó mọc ở cái hướng chợ gạo. Ở trên mình chạy xuống là mình bị chói nắng à. Bây giờ mình sẽ quẹo phải qua đường Phan Thanh Giản nha. Ở đây thì nó có cái chợ đầu mối chỗ này nè. Ở đây thì toàn là rau củ quả đâu không à. Đó, ở đây cái chợ này gần như là đi xuống là đa phần thì bạn hàng người ta lấy đồ ta lại ta lấy nè. Còn xe tải thì nó vận chuyển đi khác vùng miền khác. Các bạn thấy phía phải mình nó toàn là nhà dừa không à. Đó, củ sắn, khoai tây, khoai mì, bí gợ, bí đao gì đó, các bạn cứ ra đây là quá trời luôn. Lúc gà thì nó cũng bớt rồi đó, chứ lúc trước thì nó đông dữ hơn lắm. Ở đây thì ngay chợ nhưng mà lúc nào nó cũng sạch sẽ hết nha. Lúc trước là dừa là nó kéo dọc dọc ra tới đây luôn, này ra tới mé sông luôn á. Mà lúc gà mình thấy như mấy cái dừa này nó đóng cửa bớt hay sao á. Chứ ngày xưa mà đi là cái đường này đông dữ lắm. Sáng sớm mà đi giờ này là nhiều khi chen chân không lọt luôn á. Đó, trong đây thì bán ăn sáng. Mình nhớ chạy vô đây thì có cái chợ nhỏ nhỏ trong đây nữa nè. Đó, có mấy cái nhà dân dây bị cách ly tại nhà. Hình như nghe nói là cách ly tại nhà là có được nhà nước hỗ trợ được 2-3 triệu gì đó. Ở đường Phan Văn Trị là đường phía bên trái mình đó nha. Mình thấy cái đường này nó có chút béo à. Đó, ở đây thì người ta bán giống như cái chợ nhỏ ở đây vậy. Bây giờ leo que cũng có mấy người à. Ở phía trước mặt mình đó là đình Điều Hòa nha. Đó, cái đình nhìn rất là đẹp luôn. Còn đường này đường Trịnh Hoài Đức. Cái đường hình như có nhiêu đây à. Để mình kiếm chỗ nào mình chạy thêm mới được. Ở sát bên đình nó có cái con hẻm nè. Mà coi trên bản đồ thấy nó cũng ghi là Trịnh Hoài Đức nữa. Không lẽ cái đường mở rộng của cái đường Trịnh Hoài Đức này. Chứ cái đường thành phố gì mà nó cục ngủng à. Ngay đây nè, để mình quẹo vô đây coi. Mình chạy mấy con hẻm thì mình sợ nhất là mấy con hẻm luôn á. Nhiều con hẻm chạy vô thì đường cục. Mà con hẻm này thì mình thấy nó có đường thông ở bên kia. Nó không có bên đường Cô Giang hay gì đó. Để mình gán quẹo bên đó coi. Bình thường thì mình chạy vô mấy cái hẻm là hồi mình bị lạc đường à. Tại vì nó cong cong quẹo quẹo nó đủ hẻm hết trơn. Chạy hồi cái bị mất hướng. Ở đây có đường dây điện nè, để mình chạy theo đường dây điện đi. Ở đây cái ngã ba. Đi hẳn thử coi.
Đây người ta đang cất nhà đây nè. Trong hẻm mà cất nhà thì ba cái vật liệu xây dựng chạy vô cũng hơi bị mệt á. Ta đóng cửa hết trơn, ta phơi quần áo ở phía trước. Mình đi vô hẻm mà mình ngán chắc là vô mấy cái hẻm cục á. Nhiều hẻm vô cái đầy quẹo sao cũng chả biết luôn nữa nè. Nhiều hẻm vô cái gặp chó nó rượt cũng nữa cũng có nữa. Tại vì thường nhiều hẻm người quen không à, người lạ vô là nó biết nó sủa suốt. Này giống mình đi vô hẻm cục quá vậy trời. Nó bạn thấy đi vô một chút xíu cái nó có cái ngã ba và cái ngã tư cũng chả biết đường nó mò mò nữa. Đó mới nhắc bạn chó, giờ bạn chó xuất hiện rồi đó. Rồi cái này là mình bị giống như mình bị lạc rồi, vô đây hết thấy dây điện luôn rồi. Để mình quành ra thì nó vô đây là được cục rồi. Vậy mà ở trên bản đồ nó ghi là đường Phan Trang Trị, mình cũng chả hiểu luôn đó, cái bản đồ kiểu gì á. Vô đây bật bản đồ lên thì mình biết mình ở đâu á, nhưng mà mình không biết quẹo đường nào hết. Bây giờ để mình chạy ra đi. Bây giờ chạy ra cũng là một vấn đề nữa nè. Tại vì thường thì mình đi là mình lựa mấy cái đường thẳng không à, chứ còn vô hẻm là mình sợ lắm. Cũng như kỳ đó có cái anh kia nhờ mình quay cái hẻm kia, mình chạy lạc mấy lần luôn. Hẻm thì giờ này đa phần người ta đi làm hết trơn rồi. Có mấy bạn đi buổi chiều á, buổi chiều người ta đi làm về, người ta mở cửa để sinh hoạt thì mình còn thấy đông đúc thôi. Chứ giờ này đa phần thì ở nhà còn toàn là người già với trẻ em không à. Ở đây thì mình coi Google Maps mình cũng chả biết luôn nữa. Để mình kiếm ai mình hỏi thăm mới được. Đáng lẽ là dạ vô đây thì phải có cái đường quẹo qua trái mà mình chạy đây mấy lần mình chả thấy cái đường nào ở đâu đây á. Hay là cái đường quẹo trái ngay chỗ hồi nãy. Này chắc cái đường ngã ba nãy quẹo trái mới đúng quá. Để mình chạy ngược lại. Cái hẻm nó có chút xíu à, nó bo đầu xe cũng hơi bị khó nữa. Đi người ta tưởng mình ăn trộm nữa, báo nữa. À, vậy là cái đường này chắc mình quẹo trái quá. Nó quẹo đây mới đúng nè, nãy mình đi thẳng luôn. Tại vì thường mình hay chạy thẳng lắm. Cái này phải mở rộng bự bự ra nữa thì mới quả mai chứ quá nhỏ. Ở đây toàn là người ta ở nhà không à, chứ đâu có khách lạ mà đi đường này đâu. Là có cái anh này để mình hỏi thăm anh đây. Ủa đường nào ra lộ bự vậy anh? Chạy ra đây rồi quẹo trái. Nhức găng thôi, mình đi ra đây rồi mình ra được lộ rồi, mình không có chạy vô đây nữa đâu. Nói chung là đi đường hẻm mà mỗi lần mà gặp mấy cái ngã ba ngã tư là cả một vấn đề luôn. Ở đây có cái ngã ba nữa nè, ở phía bên trái mình thấy hình như có xe để mình quẹo bên trái. Bây giờ mình chạy ra được lộ lớn rồi nha. Đây là đường Trịnh Hoài Đức. Hồi nãy giờ hình như mình chạy vòng vòng ở chỗ cái đình á, mà giờ mình ló đâu qua đây rồi. Đường này thì cây xanh đâu nó rất là mát. Nó đầu đường thì người ta bán ăn uống, bán tạp hóa đâu. Ở đây thì có mấy chỗ bán thức ăn mà cũng bán mang về nữa. Mình nhớ đầu đường hình như có quán phở quốc tế hay gì nè.
Lúc trước thì cũng có cái anh kia nhờ quay cái đầu đường này nè. Ở đây thì có mấy ông cụ ngồi uống cà phê. Rồi còn quán khoai bất tế này mình thấy lúc nào nó cũng có khách á. Phía trước mặt mình là đường Đinh Bộ Lĩnh nha. Này quẹo trái chừng 200 m là tới cầu quay á, giờ mình sẽ quay phải. Chạy ra được cái lộ bự là mình không muốn vô cái hẻm lúc nào chứ chừng nào nữa. Đi một lần thấy ngán tới luôn. Bữa nay là gần Tết Tây rồi, nay 31 Tây, mơi Tết Tây rồi. Bắt đầu theo cờ rồi. Ở bên mình thì lễ Tết thì toàn theo cờ không. Ở dưới quê cũng vậy đó. Mấy cái trục lộ chính thì cũng có treo cờ nữa. Ở đây sao trời treo cờ sao vàng không à. Bên mình thì có thêm treo cờ Búa Liềm nữa. Ở bên trái mình thì có mấy cây móng bò đó, nở bông rất là đẹp luôn. Cái đường này thì đa phần là bằng lăng với móng bò là nhiều. Bằng lăng thì mùa này nó hết nở rồi, giờ chỉ có tới bóng bò thôi. Tết năm nay thì mình chả thấy cái không khí Tết đâu. Ở phía bên trái mình đó là nhà Bạch Công Tử nha. Trước thì bán cà phê này cũng đóng cửa mất tiêu luôn rồi. Giờ mình sẽ quẹo phải qua đường Dốc Binh Kiều nha. Dốc Binh Kiều thì nó có phía bên trái, mà phía bên trái như là của phường 3 vậy. Này mình quẹo của phường 2. Nhà bạn thấy mấy cái quán ăn, mấy quán cà phê le que có mấy người ngồi à. Lúc trước thì mình chạy cái đường này mình thấy mấy quán cà phê là mấy chú mấy bác là ngồi nhiều lắm. Ở đây nguyên đống rác còn chưa ai hốt hết. Thông thường những cái quán vậy là đa phần người ta phục vụ chòm sớm là nhiều không à, với người quen không à, ít khi nào có người lạ lắm. Ở đây có nuôi gà đá nữa nè. Khách vãng lai thường người ta lựa mấy cái quán bự bự không à. Ở đây là đường Nguyễn An Ninh nha. Đường ở đây thì rất là nhiều, mình cứ chạy vòng vòng vậy thôi. Rồi dính đường nào dính chứ mình cũng chả biết luôn nữa. Ở phía phải mình đó là Tịnh Xá Mỹ Đức nha. Ở Tịnh Xá này xây lại rất là đẹp luôn. Ở Mỹ Tho thì có cái Tịnh Xá Ngọc Tường cũng bự lắm. Để bữa nào mình đi lại đó mình quay cho bạn coi cái chỗ đó. Tịnh Xá Ngọc Tường hình như là ở đằng phường 6 hay gì vậy. Tại mình có ông bác thì nhà cũng gần gần chỗ đó. Phía bên trái này như là miếu Tiên Sư. Ở bên trái mình đó là chùa Bủ Hưng nha. Chùa này bữa nay rào ra trơn rồi. Mình nhớ như lần trước mình đi là chưa có rào này. Ngày xưa thì bên mình nhiều ngôi chùa không thấy hàng rào luôn. Còn bây giờ là chùa nào cũng rào, đóng cửa then cài đó hết trơn. Tại vì nhiều khi sợ mất trộm đó. Cũng như bên mình cái đó chùa bên mình người ta mở cửa quen rồi đó. Cái ăn trộm vô nó hỉnh hết mấy cái tượng Phật. Mấy cái tượng Phật bằng đồng. Ở bên trái mình là đường Thái Văn Đẩu nha. Lúc về thì trộm cắp ở đâu cũng gặp á. Nhà dân thì mở cửa thì bên mình hởm thì nó cũng bị mất hết mấy bộ chân đèn đó. Bên mình thì ba cái bộ chân đèn là dạng đồ cổ mà. Đa phần thì bằng đồng là nhiều. Đi mà nhà ở dưới quê đó nha. Hồi đó thì bên cồn mình đâu có bị đâu. Sau này bắt cái cầu Rạch Miễu qua. Rồi nên nhiều khi có khách lạ, khách vãng lai rồi người ta lợi á. Rồi lâu lâu thì có bị mất chó nữa. Đủ kiểu hết. À đúng rồi, cái chùa em ở mình nhớ chùa nào bên mình thì bị mất luôn cái hòm công đức nữa chứ. Cũng nhức gân thiệt. Nên giờ nhiều chỗ hòm công đức người ta gia trì, gia cố đồ dữ hần lắm. Cái này là cái đường mà mình thấy giống như là cái con hẻm mà nó mở rộng cái nha. Ở đây thì người ta dọc hai bên đường người ta bán ăn sáng đồ. Mấy ông bà cụ thì sáng ra ngồi nói dóc hoặc là tắm nắng được. Thường mấy bạn chạy mấy cái đường nhỏ là vậy đó. Người ta hay ngồi trong nhà ta ngóng ra vậy.
Nhưng mà giờ đa phần người ta đeo khẩu trang hết à. Sáng sớm mày đi hồi sự rồi thư giãn rồi. Chứ lủi lủi ở nhà ghiếc thì chán chết. Tại vì thường nhà ở thành thì nó cũng có chút xíu đó. Đi tới đi lui đâu có đi đâu xa được đâu. Còn ví dụ như nhà bạn ở vườn thì bạn có thể trồng cây, trồng cỏ đâu. Ở phía trước mặt mình đó là phòng cảnh sát đường thủy nha. Cái đường này nếu mấy bạn quẹo phải thì mấy bạn đi ra ngoài bờ sông đó. Lúc càng ngoài bờ sông mới làm bờ kè đẹp lắm. Mà giờ đi ra giờ này thì chắc ở ngoài người ta phơi khô đúng không ha? Chỉ có đi ra buổi chiều á. Buổi chiều thì mới có mấy quán nước đồ người ta dẹp khô đồ. Chứ giờ chạy ra cái đường ngoài đó là nghe mùi khô không à. Với người ta phơi rất là nhiều ngoài đó. Cái đường này bạn thấy rất là yên tĩnh. Lúc trước thì bán ăn sáng đồ cũng nhiều lắm. Mà nay thấy vắng que à. Lâu lâu thấy mấy ông cụ. Lúc gà dịch thì đi đâu nó cũng vắng nha. Chỉ có đi lại bệnh viện với đi lại nhà thuốc á. Hai cái đó thì nó đông dữ thần lắm. Đi mua thuốc là nhiều khi phải xếp hàng luôn. Còn vô bệnh viện thì khỏi nói rồi. Ở đây thì đa phần bán đồ ăn sáng đúng không ạ? Bữa nay hình như là chưa có quét dọn gì, mình thấy đường phố ở chỗ này hình như nó hơi bị dơ. Hồi nãy giờ đi gặp rác cũng hơi nhiều. Ở phía trước mặt mình là đường Đinh Bộ Lĩnh nha. Cái này mình đi thẳng luôn nha. Cái này nếu quẹo trái thì cái hướng đi về đầu cầu quay á. Còn quẹo phải thì đi hướng đi về chợ gạo. Ở phía bên phải mình có tiệm vàng nè. Ở đây thì bạn thấy nhà cửa hai bên thì đóng hết trơn. Chỉ còn có vài quán. Tại lúc này cái đường này lúc trước thì bán nhiều lắm. Tại vì nó gần chợ nè. Chạy chút xíu nó tới chợ cũ rồi. Khu vực này lúc trước thì nó sầm uất lắm. Ở phía bên phải mình đó là chùa Kim Liên nha. Lúc về thì dịch nên chợ nào thì nó cũng bèo nhèo hết. Chợ cũ này hiện hở mà nó phong tỏa ở phía trong, không biết nay nó mở lại chưa à. Hồi sáng thì mình đi ngang chợ Dòng Nhỏ thì thấy bữa nay nó mở lại nó bán rồi. Ở phía trong cũng có người bán rồi. Còn chợ cũ này lần trước mình đi thì thấy phía trong nó trống lỏng rồi. Ở chợ cũ thì nằm phía trước mặt mình đó nha. Để mình chạy lên cho bạn coi rồi mình vòng qua đường Ngọc Lạc mình đi về. Thường thì bên mình thì người ta bán rau củ quả là người ta hay qua đây người ta lấy hàng lắm nè. Ở phía trước thì bán trái cây, bán hoa quả rồi. Ở phía trong thì nó có sạp hàng lớn lắm nha. Nhưng mà đa phần muốn vô phải gửi xe mới vô được. Chợ thì thường thì có người đứng người ta kiểm tra. Có khi nào vắng vắng thì mình lén lén mình mới chạy vô được. Chứ còn thường buổi sáng thì khó vô lắm. Có chạy buổi trưa thì quả mai lũ lũ vô được. Ở đây thì bán quần áo, phía sau thì gửi xe. Ở đây hiện ta bán hàng rong. Lúc dịch thì lúc đầu thì chợ đồ vắng lắm, nhưng mà lúc về người ta quen với dịch rồi nên bây giờ dịch thì bán với nào tới nó tới thôi. Chứ giờ sợ dịch ở nhà ghiếc thì chết đói luôn. Như giờ đa phần ở dưới mình thì đa phần người ta dân đã tiêm được mũi 2 hết trơn rồi. Một số thì hiện tại với khu vực mình thì đang tiêm bắt đầu tiêm mũi 3. Với cái tâm lý người dân người ta không có còn sợ dịch như lúc trước nữa. Giờ là cái
kế mưu sinh là nó quan trọng hơn cả dịch nữa. Tại vì mình biết thì cũng nhiều người người ta bệnh rồi người ta tự tự điều trị ở nhà luôn, thế người ta không có báo cơ quan y tế. Tại vì thường nếu mà báo cơ quan y tế thì người ta lợi người ta sẽ giăng dây treo bảng rồi hạn chế ra khỏi nhà nữa. Bây giờ mình sẽ quẹo phải nha. Mà giờ bên mình thì dịch bệnh thì nó cũng tùm lum hết, không biết đường đâu mà mò nữa. Tại vì nhiều người bệnh người ta đâu có triệu chứng đâu. Nhiều khi xét nghiệm một lần nó cũng không ra, nó phải xét nghiệm hai ba lần nó mới ra nữa. Bây giờ cũng chả biết đường nào mà binh nữa. Đường này hai bên nó có hai cái hàng cây đó, rất là mát luôn. Ở dọc đường thì bán quán ăn, bán vé số được. Lúc gầy ra đường mà cặp vé số mời mình cũng ngán nữa. Tại vì thường mấy người bán vé số là người ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm hết trơn à. Cái khả năng lây bệnh người ta rất là cao nữa. Bởi vì nhiều quán người ta cấm bán vé số, không cho vé số lại bán. Ở phía bên trái mình là cái nhà thờ rồi nha. Ở đây thì nó cũng xây cất sửa lại nhìn rất là sang trọng. Thường thì lúc gầy đang Giáng sinh nè, nên nhà thờ mấy bạn đi lại buổi tối, người ta treo đèn đồ nhìn rất là đẹp. Có nhiều nhà người ta theo đạo Thiên Chúa đó, người ta bắt cây hông phía trước đó, nhìn rất là đã luôn. Cái đường này thì bây giờ mình chạy lên ngay chỗ bờ sông Bảo Định, là ngay chỗ đường Phan Thanh Giản, rồi mình bọc cầu quay mình đi chạy về. Phía bên trái mình như là nhà máy giấy hay vậy, mình nhớ là như vậy. Còn nãy mình mới chạy qua là cái chỗ là điện lực. Cái đường này thì rác nó hơi bị nhiều. Thường thì lúc trước thì đa phần người ta nhà nào cũng vậy, người ta mở cửa người ta buôn bán là người ta sẽ quét cái sân sạch bong sáng bóng luôn á. Còn bây giờ bạn thấy hai bên thì nhà dù nhà đóng cửa ta không có hề mở cửa nữa, lấy đầu đi gàng trước quét sân. Thường thì chỗ nào mà buôn bán thì người ta quét rất là sạch luôn. Mà thì cái đường này chỗ này thì rác với ba cái lá cây nó hơi bị nhiều. Ở Mỹ Tho thì mấy bạn đi đâu thì cũng gặp mấy quán ăn, đặc biệt là buổi sáng là gặp mấy quán ăn sáng. Còn buổi chiều tối thì đi gặp mấy quán nhậu. Buổi trưa thì sẽ thấy những cái quán cơm phần. Ở phía trước mặt mình là đường Phan Thanh Giản nha. Phía bên phải mình đó là sông Bảo Định đó. Cái dãy nhà này thì toàn là dừa mà. Mà lúc gầy thì mình thấy ba cái dừa này người ta cũng dẹp bớt rồi. Chứ lúc lên trước là cái khu vực ngoài dọc cái bờ sông này nè, là ba cái nhà dừa đó nó hoạt động dữ hơn lắm. Ở phía bên phải mình là cầu quay nha. Giờ mình sẽ quẹo lên cầu quay rồi mình chạy ra ngoài vượt qua Đặc Hồng. Này mình không chạy vào chợ Mỹ Tho đâu. Chợ Mỹ Tho thì hở mình quay cho bạn coi mấy lần rồi. Để rảnh rảnh này chừng vài bữa nó quay sao đi, chứ coi hoài thì nó cũng chán. Mình thì mình thường hay thích những chạy những cái con đường mới lạ hơn. Mỹ Tho thì mình làm clip cũng nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì mình thấy mình làm mấy cái clip Mỹ Tho thì mấy bạn coi nhiều, nên mình cố gắng mình làm khá khá một tí cho mấy bạn coi. Nhưng mà mình thì vẫn giữ vững là mình đi mấy cái con đường lạ hơn. Ở bên trái mình là công viên Hùng Vương nha.
tại vì đi lại mấy cái chỗ mình chưa tới thì nó hấp dẫn hơn. Còn Mỹ Tho này mình chạy suốt, nhưng mà mỗi lần mình có điều kiện mình đi qua đây thì mình sẽ quay lại cho bạn coi. Đường thì mặc dầu nó trùng nha, nhưng mà mỗi lần quay thì nó sẽ khác nhau, tại vì mình đi đủ giờ hết trơn à. Với cảnh vật thì nó luôn luôn thay đổi nữa, nhiều khi con đường bữa nay nó vậy, ngày mai bạn đi thì nó lại khác nữa. Với đi những cái thời điểm khác nhau thì cái đường nó cũng lạ hơn nữa. Đó, ở đây thì có bán nhà rồi tùm lum hết trơn. Khu này hình như là phường 1, ở đây là toàn là nhà xịn xịn đâu mà. Ngày xưa thì Tết đó là khu vực này đó, là khoảng chừng 20 á, 20 Tết đó, là cái khu vực này là người ta để bông người ta bán nè. Còn bây giờ thì đa phần nó dời vào quảng trường nên Tết ở đây nhìn nó buồn lắm. Chứ còn lúc trước là đi chợ bông là đi khu vực này nè, đi mỏi giò luôn á. Mà đi thì mình thích đi khu vực này hơn là đi ra ngoài quảng trường. Theo ấy quảng trường ngoài nhìn thấy nó sao sao, nó không có phê bằng ở đây. Với hồi đó giờ mình đi ở đây cũng mười mấy năm, 20 năm mà nó quen rồi. Giờ tự nhiên đưa ra ngoài quảng trường ở rất quớt rồi. Ở đây mấy cái quán ăn sáng rất là đông luôn. Ở phía trước mặt mình đó là vườn hoa Lạc Hồng nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.